Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình với những thông tin trong nước và quốc tế mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi quý vị. nghe sau đây là nội dung chi tiết. Khoảng 6 giờ ngày 20 tháng 2, tại siêu thị điện máy Văn Hiền ở xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng bất ngờ xảy ra cháy lớn. Nhận được tin báo, lực lượng lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hải Phòng đã cử 8 xe chuyên dụng cùng lực lượng chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khoanh vùng và dập tắt. Rất may là không có thiệt hại về người. Hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn siêu thị điện máy rộng gần 700 mét vuông, thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng. Trước đó, ngày 19 tháng 2, tại số nhà 112 đến 114 phố Hai Bà Trưng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng cũng đã bất ngờ xảy ra cháy. Tại tầng 1 và tầng 2 của căn nhà là cửa hàng bán quần áo có quy mô lớn nên hỏa hoạn bùng phát rất mạnh. Dù vậy, nhờ có vị trí mặt đường lớn, dễ tiếp cận và phương án có chữa cháy kịp thời nên đám cháy được dập tắt ngay tại tầng 2 của căn nhà. Hỏa hoạn cũng không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, hiện tại là thời điểm hanh khô, nếu xảy ra hỏa hoạn, hậu quả có thể rất lớn, do đó, công tác phòng cháy cần được đặc biệt quan tâm. Khoảng 23 giờ đêm qua đã xảy ra một vụ cháy lớn tại kho. xưởng sản xuất bao bì của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Lê có địa chỉ tại đường Hoàng Ngân, cạnh quốc lộ 5, khu 11, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương. Vụ việc xảy ra khi một nhân viên bảo vệ của Bảo vệ của công ty phát hiện ra cháy tại kho xưởng có diện tích khoảng 1.000m2 của công ty này và ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan rộng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, công an tỉnh Hải Dương đã huy động 8 xe chữa cháy, xe chỉ huy. Cùng với gần 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Công an tỉnh Hải Dương cũng huy động các phương tiện và lực lượng phòng cháy, chữa cháy của một số đơn vị. Doanh nghiệp trên địa bàn cùng phối hợp tham gia chữa cháy. Đến 2 giờ sáng ngày 18 tháng 2, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, khống chế không để ngọn lửa lan ra nhà dân và một số kho, xưởng xung quanh. Do các họng nước chữa cháy ở khá xa và kho xưởng của công ty DanSen trong khu dân cư nên việc chữa cháy cũng gặp không ít khó khăn. Đây là công ty chuyên sản xuất nhãn, bìa nhãn, bao bì carton, băng dính, sản xuất sản phẩm từ plastic, tái chế phế liệu nhựa. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin trong nước và quốc tế trên kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền Thái Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!